Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Họ Mai huyện Nga Sơn, nhiệm kỳ năm 2023 đến năm 2028. Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2023, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Nga Hải, Ban liên lạc Họ Mai xã Nga Hải huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội đại biểu Họ Mai xã Nga Hải lần thứ nhất, nhiệm kỳ năm 2024 đến năm 2029. Tại hội nghị các thành viên trong ban liên lạc đã thảo luận một số nội dung hoạt động của ban liên lạc xã trong thời gian qua và bàn một số nội dung để chuẩn bị các nội dung các điều kiện để tiến tới đại hội họ Mai xã Nga Hải lần thứ nhất nhiệm kỳ năm 2024 đến năm 2029. Chấm. Hội nghị đã thống nhất bầu ra ban thường trực của ban liên lạc họ Mai xã Nga Hải có 7 thành viên gồm: 1. Ông Mai Đình Dũng trưởng ban, 2. Ông Mai Văn Dũng phó ban, 3. Ông Mai Văn Tiến phó ban, 4. Ông Mai Hồng Phong ban viên. 5. Ông Mai Hồng Đông ban viên. 6. Ông Mai Ngọc Soát ban viên. 7. Ông Mai Văn Trúc ban viên. Ban thường trực đã phân công cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực để chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội. Các nội dung trên được các thành viên thống nhất cao và cuối cùng hội nghị đã thành công tốt đẹp. Người đưa tin Mai Thế Ánh.